những ngón tay đan tay cùng cảm xúc. Đây là phần dự thi đan tay cùng cảm xúc được tổ chức bởi nhóm Những Ngón Tay Đan và phát trên kênh YouTube Những Ngón Tay Đan. Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Trần Khánh Đoan. Không biết đối với các bạn, trưởng thành là gì nhỉ? Mình từng đọc được một câu thế này: trưởng thành là khi mình đang và phải đối mặt với những khó khăn, những bộn bề của cuộc sống và công việc, nhưng hai từ bỏ cuộc sẽ chẳng dễ dàng được nói ra. Khi trưởng thành rồi, ta sẽ phải đối mặt với sự cô đơn và sợ cả thứ hồi nhỏ mình cực kỳ mong muốn, đó chính là nhanh chóng lớn lên, trở thành một người lớn. Nhưng khi thật sự lớn lên rồi, ta sẽ cảm thấy thế nào? Có ngây ngô, hồn nhiên như thuở bé nữa chăng? Trưởng thành, đối diện với những khó khăn, thử thách, liệu ta phải làm thế nào để vượt qua đây? Hãy cùng mình lắng nghe một vài tâm tư về sự trưởng thành qua tản văn Khi Trưởng Thành Liệu Có Được Bình Yên của tác giả Tràm Trà nhé. Khi đến một độ tuổi nhất định, chúng ta sẽ không còn khóc kẹt nước mắt chỉ vì một lời chia tay nữa. Thay vào đó, chúng ta đón nhận kết cục một cách bình thản hơn, bởi chúng ta nhận ra rằng ở cuộc đời này, người đến rồi đi hẳn là điều khó tránh khỏi. Vậy nên, người đến chúng ta vui vẻ đón nhận, người quyết định rời đi chúng ta dùng sự im lặng để tiễn biệt, không ồn ào và không níu kéo oanh oanh liệt liệt. Vì chúng ta đều hiểu, níu kéo bước chân và trái tim của một kẻ đã muốn tự do chẳng khác gì giữ sợi dây diều mỏng manh trong một ngày gió mạnh. Nhưng chúng ta đều hiểu đạo lý, rồi một ngày kia, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Chúng ta rồi sẽ có những mối quan hệ mới. Chẳng ai nên vùi mãi trong nỗi buồn quá khứ để bỏ mặc tương lai. Cũng như đến một thời điểm nhất định, chúng ta sẽ mở cửa đón nhận sự cô đơn, chứ không trốn chạy nó như những ngày xưa cũ. Bởi chúng ta đều hiểu, tận hưởng sự cô đơn cũng là một cảm xúc cần thiết để đối diện với bản thân một cách chân thực nhất, cũng như tận dụng quãng thời gian trầm lặng ấy để có những góc nhìn đa chiều hơn về mọi việc. Chúng ta không sợ hãi, không tránh né, không vui mừng. Chúng ta chờ đợi việc cô đơn sẽ đến gõ cửa tâm hồn vào một đêm quạnh vắng, để rồi sáng hôm sau lại thấy trái tim đủ đầy biết bao khi đọc được dòng tin nhắn: có chuyện gì thì cứ nói ra, mình cùng nhau giải quyết, từ bạn bè, gia đình gửi đến. Chờ đến một ngày, bất ngờ vào trang cá nhân của một người bạn từng rất thân, phát hiện cả hai đã không còn là bạn bè nữa. Ta lặng người trầm ngâm suy ngẫm mới nhận ra, thế giới của người trưởng thành không giống như ngày nhỏ lúc nào. Trẻ con không chơi với nhau nữa thì chúng rủ rê, tụng ba tụng bảy ngượng ngùng bắt chuyện làm hòa. Người trưởng thành chỉ chọn một ngày bình thường, lặng lẽ hủy kết bạn, lặng lẽ tắt trạng thái hoạt động, lặng lẽ dần biến mất khỏi cuộc sống của nhau. Cũng nhiều khi chẳng ai nghĩ lần gặp ấy, cuộc nói chuyện nửa chừng ấy lại thành lần cuối cùng gặp nhau trong đời. Chắc chắn cảm giác hụt hẫng, buồn bã là điều không thể tránh khỏi trong khoảnh khắc ấy. Có điều, cười đi thì đã đi. Chúng ta sẽ học được cách trân quý, giữ gìn tốt hơn những mối quan hệ xung quanh. Có những khi, bản thân mình phải chủ động cho đi mới có thể giữ lại những sợi dây liên kết với người xung quanh mình. Có lẽ trưởng thành cũng không phải một bức tranh đẹp đẽ, tươi sáng như thanh xuân. Nhưng trong quá trình đó, chúng ta đã từng bước tôi luyện bản thân trở nên vững vàng hơn, chín chắn hơn, giá trị hơn, và cũng học được cách trân trọng hơn trong từng khoảnh khắc đang tồn tại. Trong quá trình trưởng thành ấy, có người sẽ đến, có người sẽ ở lại, có người sẽ rời đi giữa chừng, cũng có người chẳng từ mà biệt. Như một câu nói, con người sống đều là đang vác nặng mà tiến về phía trước.
Con người khi đến một độ tuổi nhất định cần phải học được cách buông bỏ những gì cần buông bỏ và giữ lấy những gì nên quý trọng. Vậy nên hãy yêu lấy bản thân ta sau bao giông bão. Hãy quý trọng những người còn đang ở bên mình hiện tại và đừng quá sợ hãi việc phải trưởng thành nếu ta đang còn trẻ. Vì sau khi trưởng thành, trái tim em cũng sẽ học được cách bình yên để nhìn ngắm cuộc sống này. Trưởng thành mang cả gam màu sáng và gam màu tối của cuộc sống. Đừng vì màu sắc trưởng thành trong ta quá tối mà để bản thân ta u buồn. Hãy học cách trân trọng những thứ tốt đẹp và buông bỏ những thứ cần buông bỏ. Sau những khó khăn, đừng bao giờ quên sự dũng cảm trong mỗi người chúng ta. Và thời gian sẽ chữa lành tất cả, sẽ là câu trả lời đầy đủ nhất cho sự trưởng thành của mỗi người. Mình là Nguyễn Trần Khánh Đoan. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và hẹn gặp lại mọi người.